Ellie Trần phản đêm, vạch trần thói hư gái gú, bức xúc vì chồng bí mật đám cưới với Tiểu Tam. Ellie Trần tung bằng chứng cho thấy chồng mình chậm trễ trong việc chu cấp sinh hoạt của hai con. Cựu hot girl cũng bóc mẻ thói trăng hoa, mượn hôn nhân để che đậy bản tính gái gú trước dư luận. Liên quan đến drama ly hôn giữa Ellie Trần và doanh nhân Danford đang được dư luận quan tâm, tối 10 tháng 11, CEO gốc Mỹ đã đăng tải tâm thư giải đáp thắc mắc dư luận. Theo đó, chồng Ellie Trần xác nhận cặp đôi kết hôn từ năm 2011 và ly thân năm 2019. Kể từ mốc thời gian này, anh đã dọn khỏi nhà và bắt đầu mối quan hệ cùng bạn gái hiện tại. Danford cũng giải thích, dù không còn là vợ chồng nhưng vẫn đối đãi với Ellie Trần như một đối tác trong việc chăm sóc con cái. Chia sẻ với truyền thông, giám đốc chuỗi phòng tập thể hình nói rằng mỗi tháng mình chu cấp hơn 200 triệu, bao gồm học phí, ăn uống, xe ô tô đi lại. Ngoài ra, Danford cũng phủ nhận thông tin ép hai con phải ở chung nhà với nhân tình. Việc muốn hai con sang nhà riêng để chơi đều xuất phát từ lòng yêu thương và trách nhiệm của một người bố. Tuy nhiên, drama vẫn chưa có dấu hiệu dập tắt khi sáng 11 tháng 11, nữ chính phim Khát vọng thượng lưu đã vạch trần loạt mâu thuẫn trong phát ngôn của chồng Tây. Ellie không giấu được sự bức xúc khi cho rằng tất cả đều là ngụy biện. Thực chất, trong 10 năm chung sống, chồng Tây giấu kín Ellie Trần nhằm mục đích lén lút với những chân dài khác. Anh lên tiếng vì không muốn mất thể diện với tập đoàn, những bức xúc mà dư luận đang chì chiết. Ellie Trần nói rõ, từ năm 2019 đã phát hiện chồng gái gú bên ngoài, nghĩa là điều này xảy ra trước ly thân. Sống với nhau cả thập kỷ, Ellie Trần mỉa mai đã biết rõ từng đường đi nước bước của chồng Tây. Ellie Trần tức giận nói cho chính xác thì chồng tôi muốn kín tiếng chỉ riêng trong chuyện thuộc về ai và để dễ gà gái thôi nha. Còn ba bước vũ trường sập sình chồng tôi luôn sẵn sàng có mặt. Người ta chơi cũng có lúc chán, còn chồng tôi thì tranh thủ chơi trước lúc quyên sinh. Không hiểu sao mười mấy năm nightclub mà giờ vẫn còn mê, quá kín tiếng đời sống cá nhân. Khi netizen vẫn còn mâu thuẫn giữa hai luồng thông tin có hay không việc doanh nhân Danford ngoại tình, thì Ellie Trần phản đêm cực gắt. Từng mốc thời gian, từng khoảnh khắc vụn trộm đều được cô nắm trong tay. Tháng 4 năm 2019, tôi phát hiện chồng tôi ngoại tình với nhân viên công ty Linh Vũ qua camera ở phòng khách khi họ FaceTime mỗi đêm. Chắc chồng tôi chưa quên cái đêm chồng với bồ cãi nhau, chồng phải thức đến sáng để dỗ dành. Xong sáng tôi hỏi sao chồng không ngủ, thì chồng tôi nói một giám đốc trong Cali stress, chồng tôi cần an ủi. Chắc chồng tôi cũng không quên cái lúc chồng tôi dắt nhân tình cũng là nhân viên bấy giờ đi Đà Nẵng ngoại tình. Khi đó trực giác của phụ nữ mách bảo tôi nên gọi FaceTime cho chồng, nhưng khi ấy anh ấy lại vào toilet mở nước lavabo to lên trả lời, trong khi anh ấy xưa giờ không hề có thói quen đó. Chúng tôi đã nói I love you vợ khi nhân tình ở cùng một phòng lúc đó. Khẳng định 100% không có chuyện một lần chồng tôi đề nghị ly hôn vào thời điểm 2019, chứ đừng nói nhiều lần. Lỗi của chính anh ấy ngoại tình với star Kali, sao dám mở miệng thời điểm đó. Chồng tôi chỉ bắt đầu đề nghị ly hôn để ra điều kiện với tôi về việc tôi phải cho các con lại gần, giao du, chơi chung với đống xà bần của anh ấy gần đây nha. Cứ cái gì anh ấy nói mà tôi không đồng ý thì anh ấy nói ly dị, cắt tiền, ly dị, cắt tiền. Bàn thêm về chuyện ngoại tình, Ellie Trần cho hay chồng Tây chồng mình còn bất chấp dư luận, thuần phong mỹ thuật để tổ chức lễ cưới với bạn gái mới, trong khi đó vẫn chưa ly hôn với Ellie Trần. Dù chua xót vì bị phản bội, nhưng Ellie Trần vẫn hả hê vì có dịp phơi bày câu chuyện ra ánh sáng. Lại nói tránh rồi, mình phải nói thẳng ra là vợ hợp pháp của tôi tháng 4 năm 2019 phát hiện ra tôi ngoại tình với nhân viên Cali tên Linh Vũ, Hà Nội. Sau đó tôi ôm đồ ra ở chung với nhân viên tôi. Thời gian Linh Vũ không ở Sài Gòn thì tôi tò te với nhân tình tôi bây giờ, Trang Đào, lại là một nhân viên dưới trướng của tôi. Khi gặp nhân tình sau, chúng tôi lên level mới và đã bất chấp luôn luật hôn nhân gia đình, lén lút tổ chức đám cưới tại Hồ Tràm, chụp hình cưới đeo nhẫn như bao cặp vợ chồng chính thống khác. Mình phải nói như thế cho các sếp công ty mẹ mới hiểu chứ, sao lại mập mờ phụ nữ là thế nào, nguồn gốc xuất xứ rõ nét lên nào, người đẹp sinh năm 1987 phản bác. Là người khởi xướng drama từ những ngày đầu tiên, Ellie Trần hạnh phúc vì được các con ủng hộ. Cô cho hay mình đã làm tư tưởng trước đó, thậm chí con gái lớn còn cung cấp ảnh thân mật của bố và nhân tình cho mẹ. Các con tôi hoàn toàn không cảm thấy gì ảnh hưởng cả nha, yên tâm vì trước khi lật tấm chăn lên, tôi đã mời con lên nói chuyện là tôi sẽ công bố tất cả những gì đã xảy ra và hỏi con tôi có ok, có ổn không. Con gái chúng tôi đã nói, mami còn những tấm hình hôn hít của họ không, lúc con qua nhà đó có chụp gửi mami rồi đó. Trong những phát ngôn trước đây, Ellie Trần bày tỏ rất yêu gia đình, tổ ấm nhỏ của mình. Vì vậy, suốt 10 năm hôn nhân luôn chịu đựng, chấp nhận là người vô hình khi sánh đôi bên chồng. Tuy nhiên, giọt nước tràn ly, buộc người đẹp phải lên tiếng. Trong drama này, Ellie Trần có vẻ như ở thế thượng phong hơn. Đa phần đều ủng hộ cô lên tiếng vì quyền lợi bản thân và các con. Không thể để đàn ông ngoại quốc xem thường phụ nữ Việt được.